Mới đây, một người chuyên mua bán siêu xe ở thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải những hình ảnh về một chiếc xe mô tô hàng khủng mang tên gọi Vector Vauxhall khủng long, với ý định tìm chủ nhân mới cho xe. Với giới mê xe, chiếc xe mô tô Vector Vauxhall hàng hiếm này không quá xa lạ gì khi đã được Tuấn Hưng mua của công ty chuyên bán siêu xe tại thành phố Hồ Chí Minh vào hồi đầu năm nay. Vector Vauxhall của Tuấn Hưng được mua vào tháng 3 năm 2022 và đã được độ lại một số chi tiết để sử dụng. Tuy nhiên, nam ca sĩ Tuấn Hưng vẫn quyết định bán lại siêu mô tô hàng đỉnh này, và đơn vị thu lại cũng chính là công ty đã bán xe cho cựu thành viên của nhóm Quả Dưa Hấu. Hiện chưa rõ giao dịch bán xe Vector Vauxhall giữa Tuấn Hưng với công ty nhập khẩu siêu xe tại Sài Thành là bao nhiêu. Ngoài ra, mức giá xe Vector Vauxhall được thu lại của siêu mô tô này cũng không được tiết lộ, nhưng con số cuối cùng có thể không thấp hơn 1,8 tỷ đồng. Vector Vauxhall là xế khủng thứ hai mà nam ca sĩ Tuấn Hưng bán trong năm 2022 này. Trước đó là Mercedes-AMG G63 màu đen bóng, sở hữu biển số khá đẹp. Ca sĩ Tìm Lại Bầu Trời cho biết, mình bán xe G63 để lấy chi phí đầu tư vào bất động sản. Trong giới showbiz Việt, Tuấn Hưng được xem là người rất chịu chi cho các mẫu xe ô tô đắt tiền. Điểm sơ qua, vợ chồng của nam ca sĩ này từng trải nghiệm Porsche Panamera, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz S450, siêu xe Ferrari 488 GTB, SUV hạng xăng Mercedes-AMG G63, MPV hạng xăng Toyota Alphard hay các xe mô tô phân khối lớn. Về xe Vector Vauxhall đang được giao bán từng thuộc sở hữu của Tuấn Hưng, đây là siêu mô tô khủng được hai bậc thầy trong ngành độ xe là Tim Cameron cùng Christian Chervet phát triển dựa trên một chiếc xe Harley Davidson Virat. Chiếc xe với điểm nhấn chính là phần gắp trước của xe như đôi tay khổng lồ đang ôm lấy phần bánh xe, thiết kế này lấy cảm hứng từ siêu phẩm King Kong. Ngoài ra còn có việc xe được trang bị bánh béo có kích thước 300mm của Metzger Marathon cũng gây ấn tượng mạnh. Khủng long bạo chúa Vector Vauxhall sử dụng khối động cơ V-twin, dung tích 1250 phân khối, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực và mô men xoắn cực đại 100 Nm. Động cơ trên Vector Vauxhall đồng hành cùng hộp số 5 cấp. Xe có ghế ngồi được bọc da cá sấu,